Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Lãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết các doanh nghiệp sản xuất đầu năm. Thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão tương đối ổn định. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Ấm tình Tết quân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 6 Tết Nguyên Đán Quý Mão, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương và đại diện các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm mới Quý Mão 2023 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn. Đoàn lãnh đạo thành phố Bảo Lộc do đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc làm trưởng đoàn đã tới thăm chúc Tết doanh nghiệp trà cà phê Phương Nam, Phường Lộc Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu phân bón Tân Thành Nam, khu công nghiệp Lộc Sơn và công ty tơ lụa Minh Thành, phường 2, thành phố Bảo Lộc. Đây là ba doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho địa phương trên nhiều lĩnh vực như xây dựng thương hiệu trà tơ lụa Bảo Lộc, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội trên địa bàn và sản xuất các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Sau khi thăm hỏi, kiểm tra tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thay mặt lãnh đạo địa phương đã chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong những năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, điều đáng mừng là với nỗ lực vượt khó, các doanh nghiệp vẫn đảm bảo duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm 2022 tuy gặp không ít khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đã biết cách vượt khó sau đại dịch để ổn định sản xuất, kinh doanh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, biểu dương. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã gửi lời chúc tới các doanh nghiệp, công nhân, người lao động có một năm hoạt động thành công, phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Đồng thời kỳ vọng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, các doanh nghiệp sẵn sàng ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm, tạo khí thế, động lực cho một năm thành công, thắng lợi trong hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, để Bảo Lộc xứng đáng là trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 1 năm 2023, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn. Đoàn công tác do đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đang làm nhiệm vụ trực Tết, bắn pháo hoa đêm giao thừa chào mừng năm mới Quý Mão 2023. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã trao tặng phần quà 10 triệu đồng và gửi lời chúc mừng năm mới an vui, hạnh phúc tới các cán bộ chiến sĩ. Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm chúc Tết tặng quà 10 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát giao thông tại chốt đèo Bảo Lộc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng. Dịp này, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã gửi lời chúc mừng năm mới và chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đang triển khai nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đón Tết Nguyên Đán Quý Mão. Qua đó gửi lời động viên các cán bộ chiến sĩ chốt đèo Bảo Lộc nói riêng và trạm Madagui nói chung tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, điều tiết đảm bảo giao thông trên quốc lộ 20 nói chung và đèo Bảo Lộc nói riêng luôn thông suốt, góp phần để người dân vui xuân đón Tết Nguyên Đán an toàn, vui tươi. Hòa trong không khí tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023, đêm giao thừa dịp Tết Quý Mão 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, phục vụ nhu cầu du xuân của nhân dân. Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức đêm 30 tháng Chạp, tại công viên trước Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, đã diễn ra đêm văn nghệ chào xuân Quý Mão 2023. Với chủ đề ca khúc Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, niềm tự hào dân tộc. Đêm văn nghệ với sự tham gia của các ca sĩ diễn viên, nhóm nhạc trên địa bàn đã đem đến không khí ấm cúng vui tươi trong đêm giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023. Ngay sau khi kết thúc chương trình văn nghệ tại khu vực Hồ Đồng Nai, lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 phút, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết Nguyên Đán Quý Mão, cũng như tạo động lực để cấp ủy đảng, chính quyền, toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tăng cường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, thì người nghèo, người yếu thế, khó khăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và nhiều địa phương khác còn được các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm chung tay đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần. Dịp Tết Quý Mão năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã phối hợp với các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trao tặng hơn 2.500 phần quà Tết cho người nghèo, người yếu thế, khó khăn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lộc, Đà Tẻ. Cùng với đó, các cơ sở hội trực thuộc trên địa bàn cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng hàng ngàn phần quà đến người yếu thế, khó khăn trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Thành Tứ, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Bảo Lộc, đối với hộ nghèo, cận nghèo và các hoàn cảnh yếu thế khác, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và chính quyền các cấp theo quy định, thì mỗi trường hợp còn được các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao từ 2 đến 4 phần quà Tết. Trung bình, mỗi suất quà được trao tặng cho bà con trị giá từ 400 đến 600 ngàn đồng. Các phần quà đã kịp thời động viên các gia đình khó khăn, yếu thế được vui xuân đón Tết đầm ấm, an vui. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, năm nay, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 trùng với Dỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Hiếm có năm nào dịp nghỉ lễ này có số ngày nghỉ kéo dài như năm nay. Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, ngày chiến thắng người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 1 tháng 5, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày, ngày 10 tháng 3 âm lịch. Năm nay, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 trùng với Dỗ Tổ Hùng Vương. Cuối tuần nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Cụ thể, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch là ngày 29 tháng 4 dương lịch, tiếp đó là ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Do ngày Dỗ Tổ Hùng Vương trùng vào thứ Bảy, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo, tức ngày mùng 2 tháng 5. Còn ngày 30 tháng 4 trùng vào Chủ Nhật, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày 3 tháng 5. Như vậy, năm nay, người lao động sẽ được nghỉ dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ chiến thắng và ngày quốc tế lao động từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5, tổng là 5 ngày nghỉ liên tục. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão khá đa dạng, phong phú. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có biến động tăng giảm nhẹ so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, từ ngày 14 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch đến hết ngày 17 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 26 tháng 12 âm lịch, giá các loại hàng hóa phục vụ Tết tương đối ổn định, không có biến động về giá, sức mua của người dân ít, hàng hóa tiêu thụ chậm. Từ ngày 18 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 27 tháng 12 âm lịch đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 30 tháng 12 âm lịch, lượng người dân mua sắm tăng, hàng hóa tiêu thụ có biến động tăng ở một số mặt hàng như gạo tẻ, gạo nếp, thịt bò, thịt heo, thịt gà ta, hoa quả các loại hầu hết đều giữ giá so với ngày thường, các loại bánh mứt phục vụ Tết giá cả ổn định. Nhìn chung, hàng hóa bày bán ở các chợ, các cửa hàng đầy đủ, không có dấu hiệu khan hiếm ở mặt hàng nào. Riêng các loại bia, nước giải khát trước, trong, sau Tết không tăng giá như Tiger, Heineken, bia Sài Gòn. Riêng các loại rau và hoa do nguồn cung đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại, nhu cầu cũng tăng cao nên giá bán có cao hơn so với ngày thường. Về tình hình tiêu thụ hàng hóa tại siêu thị, các mặt hàng cá thịt, hàng trái cây, rau củ, hàng công nghệ thực phẩm, bia các loại, quần áo, giày dép đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng mua sắm của nhân dân trong dịp Tết. Tại chợ Bảo Lộc và các chợ phường xã, lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, các mặt hàng phục vụ Tết không tăng so với ngày thường. Sáng ngày 29 tháng 1, Ban Thường vụ Thành đoàn Bảo Lộc tổ chức ra quân Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2023 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Bảo Lộc nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Nội dung hoạt động trong ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất tập trung vào các nội dung thu gom rác thải, quét dọn công viên nghĩa trang, lau dọn vào các tỉa cây xanh xung quanh các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2023 là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Bảo Lộc, góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên, nhân dân về bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, cũng như phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, đồng thời tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo thanh thiếu nhi hưởng ứng các phong trào của đoàn hội đội. Ngày 28 tháng 1 năm 2023, tại đình Con Hin Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc, Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế Bảo Lộc – Bảo Lâm đã tổ chức gặp mặt đầu xuân năm mới Quý Mão 2023.
Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, cùng đông đảo người dân và những người con xứ Huế đang sinh sống, làm ăn tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy thành phố Huế. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng đông đảo người dân là cộng đồng người Huế tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã tổ chức lễ tế dân hương, dân bái tới các vị vua hùng cầu quốc thái dân an trong năm mới Quý Mão 2023. Được thành lập vào năm 1990, sau 30 năm hoạt động, Hội đồng Hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã có nhiều hoạt động tiếp tục kết nối những người con xứ Huế trên vùng đất mới, cùng giao lưu, gặp gỡ, động viên, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, học tập, cuộc sống. Đông đảo những người con xứ Huế đã có nhiều đóng góp tích cực, cùng góp phần xây dựng quê hương mới Bảo Lộc và Bảo Lâm ngày càng phát triển, đồng thời hướng về quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực như hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục những hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra. Ngoài ra, Hội đồng Hương Thừa Thiên Huế Bảo Lộc, Bảo Lâm cũng đã có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, nhân đạo tại địa phương đang định cư, sinh sống như trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, quyên góp kinh phí, hiện vật cho hai bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc. Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã luôn tạo mọi điều kiện quan tâm bà con người Huế đang sinh sống tại địa phương về mọi mặt đời sống, giúp bà con có những đóng góp thiết thực cho quê hương xứ Huế trong thời gian qua. Ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm luôn là cầu nối để tiếp tục vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chú tâm đầu tư phát triển kinh tế, chăm lo cho con em học hành, cùng xây dựng Lâm Đồng ngày càng phát triển giàu đẹp, đồng thời có những đóng góp tích cực cả về vật chất lẫn tinh thần cho quê hương xứ Huế. Tại buổi gặp mặt, Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức mừng thọ 48 cụ cao tuổi là người con xứ Huế tại Bảo Lộc và Bảo Lâm, đồng thời trao tặng 15 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn hiếu học và trao tặng quà cho các hộ nghèo. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế đã trao tặng bằng khen cho 4 cá nhân tại thành phố Bảo Lộc nhằm ghi nhận những đóng góp về cả vật chất lẫn tinh thần hướng về người dân miền Trung nói chung và người dân Thừa Thiên Huế nói riêng trong trận lũ lịch sử xảy ra vào năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng cơ động cao và phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Những ngày trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023, lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tích cực, chủ động, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phát động và triển khai đợt thi đua chặt chẽ, sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của cơ quan, đơn vị. Với phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng cơ động cao và phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Những ngày trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023, lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tích cực chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phát động và triển khai đợt thi đua chặt chẽ, sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của cơ quan, đơn vị. Với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Ra Quân Quyết Thắng, ngay từ những ngày đầu năm 2023, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về những mốc son chói lọi của Đảng, thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và các phong trào thi đua, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Bảo Lộc triển khai rất nhiều hoạt động tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về, gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan,
và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Để đảm bảo yêu cầu kế hoạch đã đề ra, ngay từ những ngày trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã triển khai nhiều hoạt động, nắm bắt, theo dõi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua phối hợp kiểm tra, ghi nhận 500 lượt du khách đến địa phương, trong đó có 93 người nước ngoài, 13 Việt Kiều, người nước ngoài đăng ký về thăm thân nhân, nghỉ dưỡng tại địa phương. Cơ bản, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, không có các vụ việc phát sinh, bà con nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm. Đơn vị cũng kiểm tra xử lý 17 trường hợp tàng trữ và đốt pháo, không có nguồn gốc xuất xứ, 2 vụ tàng trữ ma túy. Thực hiện Tết quân dân, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã quan tâm thăm hỏi, tặng quà Tết 6 gia đình thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị nhập ngũ, 2 gia đình chiến sĩ dân quân tự vệ, 3 gia đình thuộc hộ nghèo tại phường Bà Lao, xã Lộc Nga và xã Lộc Châu, trị giá mỗi suất 700.000 đồng. Cũng dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã thăm và tặng quà 5 mẹ Việt Nam anh hùng, 11 đồng chí lãnh đạo địa phương và thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố qua các thời kỳ, 5 gia đình quân nhân dự bị, 11 gia đình dân quân tự vệ, 6 gia đình thanh niên đang tại ngũ, 10 gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023, 6 gia đình thanh niên đang tại ngũ tại xã phường, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Đồng thời đón 94 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương với tổng giá trị quà tặng 28.200.000 đồng. Cạnh đó, để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ trực Tết tại các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng tổ chức thăm, tặng quà động viên lực lượng trực Tết tại các cơ quan chính trị như Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổ thông tin tuyên truyền Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, Công an thành phố. Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng dành tình cảm thăm hỏi tặng quà cho Trung tâm Chất độc Da Cam, nơi nuôi dưỡng con em nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, mỗi suất 1 triệu đồng. Cùng với tinh thần xuân vui tươi, đón Tết, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã hỗ trợ cho cán bộ có thêm kinh phí vui xuân đón Tết với mức bình quân 7 triệu đồng một người, cao hơn dịp Tết năm 2022, 1 triệu đồng một người. Đơn vị cũng tổ chức gói bánh chưng tại đơn vị nhằm giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc trong những ngày Tết đến xuân về, cũng như tạo không khí vui tươi cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Để không khí Tết thêm tươi vui rực rỡ, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc đã tiến hành trang trí Tết trong khuôn viên đơn vị, phòng khách, lập bàn thờ tại đơn vị, tổ chức phát động thi đua mừng đảng mừng xuân ra quân quyết thắng năm 2023. Cũng như tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023, quận 1, 6 huyện thành phố phía Nam. Trong Tết ngày đêm giao thừa, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới, phục vụ nhu cầu vui xuân của nhân dân thành phố. Chương trình bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút với những màn pháo hoa rực rỡ trên trời đêm trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thực sự đem lại không khí tươi vui và sự ấm áp, thay lời chúc mừng năm mới tốt lành đến toàn thể nhân dân thành phố, đón một năm mới vạn sự như ý. Cạnh đó, tại đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị. Đồng chí chính trị viên và chỉ huy trưởng đã phát biểu chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gửi lời thăm đến thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời động viên toàn thể đơn vị bước sang năm mới, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời duy trì các ca kiếp trực theo kế hoạch, đảm bảo cho đơn vị ăn Tết trong 3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3 âm lịch. Sáng ngày mùng 4 tháng Giêng âm lịch, hạ bàn thờ Tổ quốc theo đúng quy định. Và đặc biệt là đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau Tết cũng là lúc mọi công việc của một năm mới là chính thức vào guồng. Trong đó có hoạt động giao nhận quân là hoạt động đang được quân và dân chú ý nhất trong quý 1. Chính bởi vậy mà bên cạnh duy trì các ca kiếp trực theo kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị đã và đang nhanh chóng triển khai mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023. Hiện Ban Chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị phối hợp liên quan đang nỗ lực hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng, đảm bảo giao quân theo đúng chỉ tiêu, chất lượng. Đối với công tác hậu phương quân đội và an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa vốn là nhiệm vụ được đơn vị vô cùng coi trọng. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tiếp tục triển khai các hoạt động thăm hỏi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tạo điều kiện cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ổn định cuộc sống. Vững ý chí, chắc niềm tin, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân Bảo Lộc nói chung, tự hào
tiếp bước Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng thành phố Bảo Lộc, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, phát triển bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.